bắt đầu cho video ngày hôm nay. Thì trên tay mình đang chuẩn bị sẵn một bức tranh về một chú mèo tam thể này, với rất nhiều vằn sọc trên người. Và hãy cùng mình tô màu cho chú mèo này nhé, bằng cây bút chì màu của mình. In mấy hình mà. Nãy giờ vào lô mèo ấy, toàn thấy giới thiệu mèo thôi. Và mình sẽ tô màu cho chú mèo này bằng cái bút chì màu cam này. Mua đồ thì được nhiều hơn, chất lượng hơn. Khiếp thật, đi mua về xong bắt đầu nó ngồi nó sọt. Chịu mày ấy. Con vừa mới nhận mấy chục triệu, yên tâm đi, mẹ thích ăn lắm mà, mẹ mua cho. Em là người không thích cho người khác biết được em bao nhiêu. Nhưng mà em không nói mà tất cả mọi người đều biết. Thế kia sao? Trang nói mẹ Trang, xong mẹ Trang, cả xóm biết. Cả xóm biết. Và các bà xưa rồi phải nhà Pia đánh bóng tên kể cả em được giấy khen gì em không có người khác biết. Ai đó? Em không biết luôn, mẹ em bảo thế công ty có người 150 triệu thật à? Không biết đâu. Ủa em biết đâu. Ờ, trong khi em biết chính ai mẹ em sao người em muốn em. Mỗi tháng thì chắc là mấy chục. Công ty có người 150 triệu. Mình không biết ai là 150 triệu. Mình có. Hả? Mình có. Nghe xong có sai thân tâm lý vậy? Chẳng thân tâm lý vậy. Thật mà. Thật. Mình có. Thế là bác sếp đấy chứ. Mấy cái sọc này thì mình sẽ tô thêm màu vàng nhé. Chắc hình như anh ấy đang giàu dĩ vì việc không biết tiêu gì cho hết tấm tiền này. Bảo sao cứ đi ra đi vô ấy. Bây giờ mình giàu rồi thì xa quá anh Long, xa quá ông Vân, đi lại. Xa là ở đâu anh? Phú Sơn xa lắm. Kiếp cái đất Đông Sơn mới được sắp nhập vào thành phố mà thấy đi đâu bọn nó cũng tự hào. Tao dân phố. Hôm nay thì mình
Quảng Xương, bên Quảng Xương có cái xã nào sát với thành phố không? Ờ, em ở Quảng Xương với thành phố em. Thành phố Sầm Sơn à? Ừ. Là mới đúng không? Ừ, mấy năm. Bên này cũng có mấy xã sắp nhập thành phố. Ừ. Dần dần thành phố nó mở rộng lên á. Đấy, nó có nhiều hơn được gì. Trước là ở Quảng Xương, học trường Quảng Xương mà. Nó học trường Sơn không? Lúc đấy chưa sắp nhập Sơn. Mới tính ra được đây thành phố. Bình Sơn, Bình Sơn chưa đúng không? Bình Sơn vẫn là thị xã. Ngày nào đi làm thì qua hai thành phố. Bình Sơn. Nghe bắt chưa? Quanh. Quanh địa bàn. Và sau một khoảng thời gian thì mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú mèo tam thể này rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho chú mèo này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.